Chào mừng quý vị và các bạn đến với video clip mới nhất của mình. Hôm nay tại điểm bán cây kiểng của Thanh Bình, xin giới thiệu một số cây kiểng tại đây. Rồi hôm nay có gì Bình ơi? Chào chú Tấn ơi, chào tất cả các bà con đang xem kênh. Hôm nay em có về một lô bông trang là tím sen, nói chung là cần thăng, nói chung là đủ mặt hàng các bà con. Rồi. Cây hôm nay thần chậu các bà con. Cây quen thuộc ha. Đó. Có cây nào độc lạ không? Mình hết cây độc lạ rồi. Rồi tím sen. Tím sen. Số 1 hay số 0? Số 1. Số 1 đây thân chậu nha bà con. Thân chậu cao 104. Rồi 8 ngàn nữa là 86. Đầy bông hết trơn, nụ đầy bông. Cái này dạng bụi nha bà con. Rồi bụi này dạng bụi chứ mình không khỏi đo bụi đi. Cái này rồi, thân chừng 567 à. Rồi cái bụi này có giá là 1.200.000 mà ship toàn quốc. Rồi nhắc số điện thoại. Điện thoại của em là 0938020543. Cây số 2. Cây số 2. Quá bông luôn rồi. Cao nó 86. Nó ngang nó là 72. Rồi xem giờ. Cây này một cốt nha bà con. Quanh nó là 10. Đó, cây một cốt ha, cây này có giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc. 1.300.000. Dạ. Cây thân chậu hết đấy các bạn. Cây số 3. Cây số 3. Đó, này lớn nè. Cao nó là 107. Rồi. Bán ngang nó là 89. Đó, cái này cũng dạng bụi luôn, thân đại diện nó khoảng 10. Rồi bụi này có giá là 1.200.000 bao ship toàn quốc luôn. Này bụi lớn nha bà con. Tím sen. Có chậu luôn không Bình? Không, cái này không có chậu. Nhưng mà đất mình vẫn để nguyên gì đó hả? Ở đây nó có cái bầu lưới người ta bó sẵn lên chậu. Từ nhỏ tới lớn trong chậu như này nè chú. Bắt đầu mình chỉ dở lưới lên cái mình bó bầu là rất là tiện luôn. Cây khỏe. Cây số 3 là cây số 4 là chiều cao 105. 8 ngàn là 80. Đó, cái này là 3 thân ha bà con. 2 thân nè. Rồi hoành đại diện cái này chắc 10 11. Rồi cái này có giá là 1.200.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Cây số 5. Cao nó là 95. Tán ngang nó là 77. Rồi cái bụi này thân đại diện nó khoảng 10. Rồi bụi này có giá là 1.100.000 em bao ship toàn quốc. Rồi bụi này số 6 nè bà con. Cây số 6. Cao nó 100. Tán ngang nó là 74. Này còn nụ rất là nhiều nụ luôn ha bà con. Nè cái bầu lưới của mình nè. Cái này là 3-4 thân rồi. Hoành đại diện nó có 8-9-10. Rồi 1.100.000 em bao ship toàn quốc luôn. Rồi đỡ cây. Cây số 6 nè bà con. Số 7. Cây số 7. Tới cây số 7. Số 7. Cây này đẹp lớn đều đặt luôn ha bà con. Quá bông luôn rồi. Cao là 98. Tán ngang là 80. Đó, cái này một cụm nó lên từ thân ha, hoành nó khoảng 10 11 ha. Mình chủ nó 10. Rồi bữa này có giá là 1.200.000 bao ship toàn quốc. 1.200.000 bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn. Rồi. Cây số 8. Cây số 8. Tán đều đặt luôn, bông nhiều luôn. Cao nó là 94. Ngang nó là 78. Đó. Này cũng dạng bụi luôn. Rồi 1.200.000 bao ship toàn quốc luôn. Này quá đều đặt, quá bông luôn rồi. Rồi đổi cây. Thank you.
cái chín chín như trái banh luôn nè, tàn quá đều luôn, quá quá nụ luôn rồi. Cao nó là 79, quay ngang nó là 79 luôn. Ồ, này có một cụm có thân dưới lớn nè, đó nó một cụm lên rồi. Cái bụi này có giá 1,2 triệu luôn, bao ship toàn quốc, quá nụ luôn rồi. Rồi mã số 10, mã số 10 bắt bông luôn. Cao bóng là 100, tán ngang là 87, thân đại diện nó khoảng 11. Rồi bụi này có giá là 1,2 triệu luôn, bao ship toàn quốc. Đây thân này lớn nha bà con, cái này dạng bụi rồi em không có đo. Rồi rồi bụi số 11, một cụm lên một trang đỏ, trang đỏ nó nhỏ này thuần chậu luôn ha. Cao 65, tán ngang là 83. Rồi bụi này có giá 650k, em bao ship toàn quốc luôn nha bà con, thuần chậu nha bà con, quá đẹp luôn. Mười hai là cao là nó 72, ngang là 74. Đó cũng dạng bụi luôn nha bà con, nó cũng cụm lên nha bà con. Rồi cũng 650k, đồng giá bao ship toàn quốc. Mã số 13, cao là 73, nó ngang cho vị trí này là 80. Đó, cái này cũng 3 thân nha bà con, 3-4 thân. Quay vòng. Rồi bụi này có giá cũng 650k luôn, bao ship toàn quốc. Rồi mã số 14, trang đỏ lá nhỏ tiếp tục luôn, cũng đồng giá là 650k thôi bà con. Cao nó là 56, tán ngang nó là 75. Đó là chỗ rộng rộng ha, trái nhóc rồi. Rồi cũng 650k luôn, 650k. Thân chậu nha, thân chậu không? Thân chậu hết, lôi thân chậu. Đây cái lai số 15, một cốt thẳng nha bà con. Cao nó 86. Đây cái bông này. Qua lại cánh quạt, tán ngang nó 90. Cái này hoành nó một cốt thẳng là nó cũng có đế dưới nè nhưng mà không có moi ra. Quanh nó là 10 rồi, cái này có giá là 550k, tao ship toàn quá. Thân chậu luôn ha. Thân chậu luôn rồi, rồi. Rồi. Cây số 16 cũng là cây lại luôn. Là cái mẫu này kia rồi. Hãy nghe đi mình coi một chút. Nó nghe nó là 100. Cao là 83. Đó, cái này có nguyên một củ đế bự nha bà con. Quanh là 11. Rồi cây này có giá là 600k, bao ship toàn quá. Quá trời cũ bự luôn rồi. Rồi cây số 17 là cây bạch thiên hương nha bà con. Bạch thiên hương, bạch thiên hương nó đang có nụ rất nhiều luôn. Cao là 52, tán ngang là 73. Cái này dân bụ nha bà con, này ngón tay ra cái bụi gì. Rồi cái bụi này, cây này có giá là có nụ không? Đây rất là nhiều nụ luôn đây nè, đều hết trơn luôn rồi. Bông kép nha bà con, bông kép rất là thơm này. Rồi cái này có giá là 600k, bao ship toàn quốc luôn. Rồi thơm như bông lài vậy đó, thơm hơn luôn, thơm hơn bông lài luôn. Rồi cây số 18, cây này cây dành dành, cây số 18 cũng là bạch thiên hương hay còn gọi là dành dành đó. 54, ngang là 70. Đó, rồi cũng có giá là 600k luôn, bao ship toàn quốc. Đó. Rồi. Cây 19. Cao 52, này nụ
quá nhiều nụ luôn. Ngang là 76. Này thuần chậu hay bà con? À. Rồi đồng giá 600k luôn. Chậm thôi, chậm. Nụ một con đọt có nụ đều hết rồi, lớn đến nhỏ à. Rồi. Rồi như trái ớt. Rồi. Rồi, ở cây. 800k. Hơi chục. Này cây lớn không? Đây cái này là bụi lớn hay bà con? Đó. Đó tới mẫu lớn rồi đó. Cao nó 66. Tán ngang nó là 102, chăm đi. Đó này ba thân có con thân này lớn. Này chắc cỡ 78 rồi, cây này có giá là 750k bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. 21. Cao là 58. Tán ngang là 86. Nụ đều hết hay bà con? Rồi quay chậm thôi. Chậm đó. Vòng một thôi. Đó, có nụ ha. Nụ đều hết luôn rồi. Rồi bữa này cũng có giá là 700k, bao ship toàn quá, thân hay nhỏ hơn. Cao nó là 65. Tán ngang nó là 85. Đó. Này hai thân nha, này hoành chủ của nó chắc cũng 6 à 7 à. Rồi bữa này có giá là 750k, bao ship toàn quốc. Rồi, ở cái combo. 23 một cốt thôi bà con. Cao là 72. Tán ngang á, vị trí này là 95. Đó. Cốt này thử coi. Để giữ. Rồi cái này có giá là 750k bao ship toàn quốc. Cây 25. Cây 25. Cao nó là 66. Quá nụ luôn, siêu nụ luôn, rất là nhiều nụ luôn. Nụ lớn hết rồi. Ngang nó là 83. Rồi cây này có giá là 750k luôn, bao ship toàn quốc. 8, hoành nó 8. Đó. Số điện thoại của em là 0938020543. Rồi, tới gì? Tới gì? Cần thăng. Cần thăng nha con. Rồi. Để kịp luôn cần thăng nữa rồi đó. 26. Nó cũng như hổm gài hả? 30 và mấy rồi. Này hoành tổng chỗ này 38 rồi. Cái này khoảng 2 mấy à. Rồi cặp này có giá là 550k, bao ship toàn quốc. Đó. 27. Cặp 27. Rồi cặp này có giá là 500k, bao ship toàn quốc luôn. Hình chỗ này nó 27. Này nhỏ hơn. Rồi 500k hai bà con, bao ship toàn quốc. Cặp 27. Cặp 28. Cặp này có giá là 550k. Bao ship toàn quốc hay bà con. Đây. Bóp tay nó dư ra gì đây. Rồi, bao sống, bao ship. Bao sống, bao ship luôn. Rồi, số điện thoại luôn. Số điện thoại em là 0938020543. Rồi, cặp 29 này cũng giá là 550k luôn. Đó. Cái tay mình bóp gì đây. Bao ship toàn quốc luôn. Cái này mình lựa cặp hay bà con. Cặp 30. Cặp 30. Rồi cặp này có giá là 600k ha bà con. Cặp này có giá là 600k, bao ship toàn quốc. Cặp này lớn ha bà con. Rồi. Cái lô này dao động từ 500-600. Cặp 31. Cặp 31. Rồi 550 ha bà con. 500 thôi cũng hơi yếu một tí. Rồi 500. Nó hơi quái nè. Bao ship toàn quốc luôn. 31. 32. Cặp 32. Cặp này có giá là 500 luôn hả bà con? Đó. 500. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, ok. Rồi. Rồi cặp 33 cuối clip. Cặp 33 là cuối clip hả bà con? Cặp này khuyến mãi ha. Giá dễ chơi ha. Giá dễ chơi. Rồi cặp này giá là 200k đi.
Chứ còn quá cái này ai mình xem trước mình điện giùm em đi ha, chứ em không dám nhận trước, tại không biết nó còn giờ nào, ai cũng dặn trước giao cho nha, người giờ em không dám hứa. Rồi cặp này cũng cuối clip rồi, Thanh Bình cũng chào tất cả bà con và cảm ơn bà con đã ủng hộ, và Thanh Bình chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi chào tạm biệt bà con, quý vị gặp lại vào những clip sau.